Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Tuấn Võ Tâm Linh Định Hướng và Chữa Lành. Lần đầu tiên thì Tuấn xin gửi một lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới tất cả mọi người vì đã luôn theo dõi, đồng hành cũng như là hỗ trợ cho kênh ngày một phát triển và hoàn thiện nhiều hơn nữa. Tuấn thì vẫn nhận trả bài riêng ở bên Zalo nhé. Tất cả những hình thức liên hệ thì Tuấn xin phép để chi tiết dưới phần mô tả, mọi người có thể tìm thêm dưới đó. Ngày hôm nay thì Tuấn xin gửi tới tất cả mọi người một trải bài chung không chọn tụ với chủ đề đó là ở lại hay bước đi. Với những tình huống, sự kiện, hoàn cảnh hoặc là mối quan hệ mà các bạn đang gặp phải, các bạn đang có những cái sự phân vân, đắn đo, lưỡng lự, đó. Nên tiếp tục ở lại hay là rời khỏi, bước đi, phát triển khỏi cái tình huống, hoàn cảnh đó. Thì chúng ta sẽ cùng đến với thông điệp của trải bài ngày hôm nay nhé. Vì đây là một trải bài chung thôi, không thể đúng với tất cả mọi người được, nên là các bạn hãy đón xem với tinh thần vui vẻ và giải trí thôi ạ. Trước tiên cái thời điểm này, hoàn cảnh mà các bạn đang gặp là gì và cái năng lượng của các bạn đang như thế nào? Mình thấy trước tiên thời điểm này cuộc sống của các bạn đang thu hút nhiều những cái điều mới mẻ nhé, những cơ hội, những mối quan hệ, những sự chú ý đấy, đang được dần dần được đưa tới nhiều hơn trong cuộc sống của các bạn. Đấy. Là thứ nhất. Cái thứ hai đó là mình thấy rằng là đa số các bạn sẽ đang ở trong một cái tình huống, một cái môi trường, một cái hoàn cảnh mà các bạn sẽ tương tác với nhiều người đấy, hoặc là sẽ có nhiều sự lựa chọn đấy. Nói chung bên ngoài nhìn vào thì thấy rằng là các bạn cũng sẽ là một người có nhiều cơ hội, nhiều sự phát triển đấy, nhiều khả năng đấy. Và mình thấy rằng là có vẻ như là cái hoàn cảnh xung quanh cuộc sống của các bạn thời điểm này thì các bạn cũng đang thu hút được nhiều những cái sự chú ý đấy, trong cái môi trường, trong cái tình huống, cái hoàn cảnh mà các bạn đang ở ấy. Thế nhưng mà với các bạn thì nó đã không còn phù hợp nữa rồi, các bạn cảm thấy không còn nhiều sự kết nối, các bạn đã cảm thấy rằng là dường như mọi thứ nó đã có cái sự lạc lõng, nó có một cái gì đấy nó không còn tương thích với năng lượng, với tư duy và với những cái gì mà linh hồn bên trong của các bạn đang thôi thúc, đang mách bảo nữa rồi. Đó. Mình thấy rằng là cái thời điểm này nó là cái thời điểm mà thứ nhất, cuộc sống của các bạn cũng đang có nhiều những cái vấn đề, những cái gánh nặng, những cái áp lực mà các bạn đã phải mang vác, đang phải giải quyết. Đó. Có thể là về vấn đề tiền bạc vật chất nhé. Rất nhiều bạn sẽ liên quan đến vấn đề công việc, sự nghiệp hoặc là tiền bạc vật chất ở đây. Đấy, mang cái ý tính thực tế ở đây. Các bạn đang phải giải quyết đối diện với nhiều những cái gánh nặng trong cuộc sống. Đó. Chính vì thế nên là mặc dù bên trong của các bạn đã có muốn có sự chuyển hóa, muốn có sự thay đổi, muốn có sự phát triển rồi. Thế nhưng mà cái yếu tố thực tế chưa cho phép các bạn có thể hoàn toàn làm như bước theo cái tiếng tiếng gọi của linh hồn, của con tim. Đó. Các bạn vẫn có những cái nỗi sợ, vẫn có những cái áp lực nó đang chi phối, nó đang kìm chân các bạn lại. Đấy. Các bạn sợ rằng liệu rằng nếu mà mình buông bỏ tất cả những cái điều này, đấy, bước đi khỏi cái tình huống này, cái môi trường này, thì liệu rằng mình có tìm thấy một cái cơ hội khác, một cái môi trường khác đấy, phù hợp hơn không? Hay là liệu rằng là cuộc sống của mình có được đảm bảo không? Đấy. Những cái vấn đề, những cái tình huống mà mình đang cần phải giải quyết hàng ngày, hàng giờ, hàng tháng, đó. Liệu nó có ổn thỏa hay không, hay là nó sẽ có những cái xung đột, biến động, căng thẳng. Đó, các bạn đang thời điểm này đang đứng trước nhất những cái sự phân vân giữa con tim và lý trí. Đó. Và mình thấy rằng là với các bạn thì cái thời điểm này các bạn cũng đang dần dần có những thu hút được những cái thành gặt hái được những cái thành quả nhất định, nhưng có vẻ như những cái điều đó nó chưa được như những cái gì mà các bạn mong muốn. Đó, cái mức thu nhập hoặc là cái những cái giá trị mà các bạn nhận được ấy, từ những cái mà các bạn đã gieo trồng, các bạn đã nỗ lực, các bạn đã cố gắng ấy, nó không được như những điều mà các bạn mong muốn. Đó, các bạn đang mong muốn có sự phát triển lên 10 tiền, của cái sự sung túc đủ đầy cho các bạn được cái cảm giác an toàn hơn, vững vàng hơn. Đó, về mặt vật chất, về mặt thực tế, các bạn đang mong muốn có những cái sự nâng cấp, chuyển hóa hoặc là kiếm thêm được những cái nguồn thu, những cái cơ hội, cơ duyên để phát triển. Đó. Có những cái sự khai mở, đấy, có thêm những cái sự hỗ trợ, giúp đỡ, nâng cấp, dù trong bất kỳ khía cạnh nào mà các bạn đang
gặp phải đó, thì các bạn cũng đang mong muốn có cái sự nâng cấp chuyển hóa phát triển rồi ạ. Vậy thì với cái thời điểm này, tình huống hoàn cảnh mà các bạn đang gặp phải thì các bạn nên làm gì, ở lại hay bước đi? Trước tiên thì mình thấy rằng các bạn đây này đang ở trong những cái trạng thái khá là đối lập nhé, đây là về mặt thực tế đó, còn đây là về mặt tiếng nói của linh hồn, sự thôi thúc khao khát ở bên trong đó. Cái hoàn cảnh tình huống bên ngoài của các bạn ấy, nó đang làm cho các bạn cảm thấy như là chìm trong đêm đen ấy. Các bạn cảm thấy áp lực bế tắc, các bạn không nhìn rõ được cái hướng phát triển trong tương lai, các bạn đang tự cảm thấy ngột ngạt, đang tự đóng khung cái năng lượng của mình đó. Nhưng mà cái tính thực tế đấy, cái nỗi sợ, những cái vấn đề của trong cuộc sống của các bạn làm cho các bạn chưa có thể hạ được cái bịt mắt này xuống, chưa có thể gọi là đứng dậy để mà bước đi. Đó. Các bạn vẫn ngồi đó, vẫn đang chờ đợi. Trong khi đó, và nhưng mà chính trong cái giai đoạn này, những cái vấn đề khi mà cái hướng phát triển bên ngoài của các bạn dường như bị chặn lại hoàn toàn đấy, thì đó là cái lúc mà các bạn học được cái cách kết nối vào bên trong rất là sâu nhé. Dường như là càng về đêm thì các bạn càng càng suy nghĩ nhiều đấy, những cái vấn đề, những cái cảm xúc bên trong các bạn càng trồi lên. Thế nhưng mà đó là cái giai đoạn này cũng là cái giai đoạn mà các bạn đang học cái cách kết nối vào bên trong cực kỳ mạnh mẽ, sâu sắc, phát triển cái trực giác, cái thế giới nội tâm của các bạn. Đó. Và trong cái giai đoạn bế tắc bên ngoài này thì nó lại là cái lúc mà các bạn khai mở bên trong. Đó. Các bạn nhìn ra được những cái hướng phát triển, những cái gì mà linh hồn của các bạn thực sự mong muốn. Những cái chân trời mà các bạn khao khát muốn chinh phục, muốn vươn tới. Nhiều bạn ở đây còn muốn phát triển rất là xa, rất là rộng, vươn tầm quốc tế, vùng miền nữa cơ. Đó. Nhưng mà thời điểm này nó đang là thời điểm mà các bạn đang lên kế hoạch ấp ủ. Đấy, các bạn chưa bước được ra khỏi cái vùng an toàn của mình. Đấy. Và các bạn đang phân vân giữa thực tại và sự thôi thúc bên trong. Nhớ. Đi theo một cái hướng mà nó cho mình được cái cảm giác của cái ánh sáng, của hy vọng, của đam mê, hay là tiếp tục với một cái yếu tố thực tế đấy, đã ngột ngạt, mệt mỏi, bế tắc rồi, nhưng ít ra mình đang vẫn cảm thấy rằng là nó an toàn phần nào đấy cho cái cuộc sống của mình, cho cái hoàn cảnh thực tế của mình thời điểm này. Đó. Thì các bạn đang đứng trước những cái sự phân vân lựa chọn như thế này nhé. Rất nhiều bạn trong cái giai đoạn vừa rồi đã tìm ra được cái chân lý, cái sứ mệnh của mình. Đấy. Các bạn đang chờ đợi những cơ hội, cơ duyên, đang tìm kiếm, chờ đợi những cơ hội, cơ duyên, may mắn được đưa tới để các bạn có thể thực hiện được cái sứ mệnh đó, cái khao khát đó, cái ngọn lửa đam mê đó. Một số bạn thì đã dần mới bắt đầu thực hiện rồi nhé. Đấy. Các bạn đang phát triển về trực giác tâm linh rất mạnh trong giai đoạn này, và đấy, lại một lần nữa, rất nhiều bạn ở đây sẽ phù hợp trong những cái lĩnh vực về tâm linh, tinh thần, hoặc là có những khả năng trực giác nhạy bén, hay có những khả năng tâm linh đặc biệt. Và giai đoạn vừa rồi nhiều bạn đã tìm ra được cái sứ mệnh liên quan đến những cái con đường tâm linh nhé. Đó, những cái con đường về lan tỏa những cái điều tích cực nhưng nó hơi đặc biệt một chút. Đó, nó có một cái gì đấy nó mang màu sắc tâm linh, thế giới nội tâm, năng lượng. Đấy, lan tỏa ánh sáng, tình yêu thương, sự hỗ trợ đấy, hoặc kết nối các chiều không gian, các thực thể tâm linh bậc cao đấy, kiểu như vậy. Hoặc là có những cái hiểu biết về vũ trụ, huyền học, thế giới tâm linh, đạo Phật, đạo Thiên Chúa, các loại đạo giáo trên thế giới. Đấy. Và nhiều bạn đang thôi thúc để bắt đầu bước đi trên cái con đường về tâm linh, trên con đường về lan tỏa, thực hiện sứ mệnh của mình nhé. Nhiều bạn thì như mình nói đã tìm được cái sứ mệnh, cái khát khao trong cuộc đời rồi, dù có liên quan đến tâm linh hay không, thì cái việc phát triển trực giác, phát triển kiến thức tâm linh, phát triển thế giới nội tâm, nó học cách kết nối về ngôi nhà bên trong của mình, nó cũng sẽ giúp cho các bạn cân bằng, ổn định và chuyển hóa những cái vấn đề trong cuộc sống một cách cực kỳ hiệu quả và tuyệt vời nhé. Thế nên là dù các bạn có sứ mệnh tâm linh hay không, có căn có quả hay không, thì cũng nên phát triển cái thế giới nội tâm, kết nối với ngôi nhà bên trong của mình một cách sâu sắc, tròn tròn trịa, đủ đầy từ bên trong nhé. Đó, và
Khi mà các bạn tìm được cái sứ mệnh rồi, nhiều bạn đang rất là khao khát mong muốn bước đi rồi, thế nhưng mà các bạn chưa thấy được rõ cái con đường mình phải đi như thế nào. Đấy. Các bạn đang vẫn cảm thấy hoang mang lo lắng liệu liệu rằng bước đi nó có thành công hay không. Đấy. Hay là mình phải làm như thế nào đây? Những cái nỗi sợ bên trong của các bạn cái thời điểm này nó cũng đang ngăn chặn cái bước đi, bước tiến của các bạn, cái quyết định của các bạn. Thì mình thấy rằng là thực ra cái thời điểm này nó là cái thời điểm mà đã đến lúc cần phải có một cái sự kết thúc, chấm hết cho một tình huống, một sự kiện, một cái nguồn năng lượng toxic độc hại nào đó mà đã có những cái sự xung đột căng thẳng, những cái sự mâu thuẫn đấu tranh, đấy, cãi vã xảy ra, nó đã bòn rút cái năng lượng, cái tinh thần của các bạn rất là nhiều. Đấy. Các bạn đã phải gồng gánh rất là nhiều nhé. Có những cái cuộc chiến đã xảy ra, sự căng thẳng xung đột đó, nó làm, và cái căng thẳng xung đột này không chỉ ở yếu tố bên ngoài xung quanh cuộc sống của các bạn mà nó còn làm cho các bạn phải đấu tranh nội tâm tâm trí rất là nhiều nhé. Nó làm các bạn cảm thấy mệt mỏi, chán trường, mỗi ngày thức dậy đấy, hay là sau một ngày làm việc các bạn suy nghĩ rất là nhiều, cảm thấy đi làm nó vì là cái áp lực, vì gánh nặng thôi, vì trách nhiệm thôi. Đấy, vì thực yếu tố thực tế thôi, chứ các bạn không có nhiều những cái cảm xúc, cái đam mê nữa rồi. Và mình thấy rằng là các bạn nên cân nhắc nhé đến việc hoàn thành những cái năng lượng, những cái sức mạnh bên trong, chuyển hóa những cái bên trong đi nhé. Thì mình và dần dần cần đến thời điểm buông bỏ những cái gì không còn phù hợp rồi, và ngắt kết nối, chấm dứt hoàn toàn với những cái gì nó đã kìm kẹp kéo chân các bạn lại quá lâu, nó đã bòn rút cái năng lượng của các bạn nhé. Thì đã đến lúc mà các bạn dần dần có những cái sự quyết đoán hơn, nghiêm túc hơn trong cái việc là cắt bỏ, chuyển hóa, nâng cấp đó. Cần phải có cái tính quyết đoán ở đây nhé, công lý cần phải được thực thi rồi đấy, mọi thứ cần phải rõ ràng rồi đấy. Và cái thời điểm này nó cũng đang là cái thời điểm mà nhân quả đang trổ rất là nhanh. Đấy. Thế nên là các bạn hãy bắt đầu học cách gieo những cái nhân tích cực đấy. Những cái lan tỏa những cái điều tích cực, những cái điều may mắn, những cái sự hỗ trợ tình bằng cái tình yêu thương vô điều kiện tới cho cộng đồng, tới cho mọi người, tới cho những cái người cần, những tình huống, những hoàn cảnh, tới cho chúng sinh nhé. Hãy lan tỏa cái năng lượng tích cực của các bạn ra. Các bạn phát ra cái gì thì các bạn sẽ gặt về cái đấy thôi. Đó. Hãy cho đi sự giúp đỡ khi cần, thì đến lúc cần sự giúp đỡ các bạn cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ chân thành mà thôi nhé. Đấy, hãy học cách lan tỏa, gieo những cái nhân tốt trong thời điểm này, và mình thấy rằng là các bạn sẽ nhận được những cái sự hỗ trợ khi mà các bạn cần. Đấy, bởi vì mình thấy các bạn đã gieo cái giai đoạn trước kia, các bạn cũng đã gieo nhiều những cái nhân tốt nhé. Đến thời điểm này thì là cái thời điểm mà các bạn cần lắng nghe, tin tưởng vào cái sức mạnh bên trong, cái sự dẫn dắt bên trong. Đấy. Chọn thời điểm phù hợp để mà tiến bước, để mà phát triển. Đấy. Mình không bảo là ngay về thời điểm này đâu, nhưng mà hãy cân nhắc và chuẩn bị sẵn sàng sạc pin năng lượng để chuẩn bị nhé, tìm kiếm, phát triển và hành động để bước đi. Đó. Chứ không phải mình không thấy là còn là cái thời điểm phù hợp để các bạn tiếp tục duy trì tồn tại quá lâu trong cái tình huống, cái hoàn cảnh hoặc cái mối quan hệ đó nữa. Đó. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn bước đi ngay, mà mỗi tình huống, mỗi người sẽ ở trong những cái giai đoạn phù hợp và những cái quãng thời gian phù hợp nhé, cân bằng giữa sự thôi thúc bên trong với cái yếu tố thực tế bên ngoài nữa. Nhưng mà hãy tin tưởng, hãy sử dụng sức mạnh của niềm tin đấy, tập trung vận dụng luật hấp dẫn nhé. Cái thời điểm này các bạn tin vào điều gì thì các bạn sẽ thu hút vào điều đó, xảy đến cuộc sống của các bạn rất là nhanh. Năng lượng đã được cộng hưởng từ vũ trụ rất là mạnh. Đấy. Nên là hãy vận dụng luật hấp dẫn, thu hút một cơ hội, đấy, một nguồn thu, một sự chuyển biến, một cái tình huống hoặc là một cái điều gì đó mà các bạn đang mong chờ trong cái thời điểm này ấy. Đấy. Hãy tìm hiểu nhiều hơn, thời điểm này là thời điểm để chủ động hành động rồi. Luật hấp dẫn là gì? Bắt đầu tìm hiểu đi chẳng hạn. Đấy, với những bạn không hiểu luật hấp dẫn là gì thì bắt đầu tìm hiểu đi. Bây giờ nó phát triển rất là nhiều nhé. Đấy. Hay là tìm hiểu thêm về kiến thức tâm linh, về chữa lành là gì, kết nối với đứa trẻ bên trong là gì. Đấy. Hãy tự chủ động tìm hiểu thêm những cái đó thì các bạn sẽ được khai mở rất là nhiều. Các bạn sẽ bắt đầu phát triển và hiểu hơn về quy luật vũ trụ rất là nhiều đấy. Như mình nói đấy,
chưa phải là thời điểm này để mọi thứ cân bằng ngay hoặc là rõ ràng ngay đâu. Nó vẫn là cái thời điểm để các bạn vẫn cần, thứ nhất là vẫn cần phải trả xong những cái nghiệp quả nhé. Đấy, cái thứ hai đấy là cần phải hoàn thành nốt những cái bài học, những cái thông điệp mà vũ trụ gửi tới thông qua những cái tình huống khó khăn, thử thách ấy. Đó, nhưng chắc chắn cơ hội tuyệt vời phù hợp sẽ đến. Đấy, khi nào đến thì nó vào những cái thời gian phù hợp với mỗi đối tượng nhé. Khi mà các bạn, cái niềm tin của các bạn đủ mạnh. Đó, và khi mà các bạn chuyển hóa xong những cái bài học của vũ trụ gửi tới một cách trọn vẹn. Đấy, các bạn đủ đầy yêu thương cái niềm tin của bên trong của các bạn. Đấy, nó đã được nâng cấp, tiến hóa, thì đó là lúc mà cơ hội phù hợp sẽ tiến tới thôi. Đấy, hãy giữ cái niềm tin ở bên trong, giữ vững về cái sức mạnh bên trong của các bạn. Và mình thấy rất nhiều người ở đây liên quan tới, có thể là sẽ có những cái người có cảm xúc lãng mạn hoặc là bị thu hút, bị ấn tượng về cái hào quang, cái năng lượng của các bạn. Đấy, sẽ kết nối tiến tới trong cuộc sống của các bạn trong giai đoạn tiếp theo, thậm chí đây chính là người sẽ mang tới cho các bạn những cái cơ hội, những cái sự chuyển biến trong công việc, sự nghiệp hoặc là những cái sự hỗ trợ khai mở. Đấy, về tinh thần, về đường hướng, thậm chí là về vật chất, tiền bạc, đấy, cơ duyên, mối quan hệ, đấy, hợp đồng. Đấy, nói chung là mình thấy là các bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ khi cần. Tôi hãy gieo những cái nhân tốt, hãy tiếp tục nâng cấp, lan tỏa những cái điều tích cực tới cho cộng đồng nhé. Tất cả những gì tôi yêu thích đều quan trọng đối với tôi hơn tất cả những gì tôi sợ. Đấy, cái thời điểm này, như mình nói đấy, các niềm tin của các bạn là gì, các bạn phát ra cái gì thì các bạn sẽ thu hút cái điều đó vào trong cuộc sống của mình. Đó. Thế nên là cái thời điểm này đừng tập trung vào nỗi sợ nữa, đừng tập trung vào những cái gì liệu có được không, liệu thất bại, có thất bại không, liệu rằng là mọi người có chê cười mình không, liệu cái này, liệu cái kia, mà hãy tập trung vào những cái điều mà các bạn mong muốn. Đấy. Hướng đi này sẽ mang lại cho mình sự tự do. Đấy. Cơ hội này sẽ mang lại cho mình sự vững vàng, thành tựu, an toàn về mặt vật chất chẳng hạn. Hay đối tượng này sẽ mang lại cho mình cảm giác hạnh phúc đủ đầy trọn vẹn. Hãy nhìn vào cái điều tích cực, những cái, và hãy gieo những cái nhân mà các bạn mong muốn thu hút, mong muốn được ăn trái ấy. Hãy muốn ăn trái gì thì hãy xin gieo nhân đấy nhé. Tập trung vào những cái năng lượng, những cái điều tích cực mang lại đến năng lượng vui tươi, hạnh phúc trọn vẹn đủ đầy ấy. Tránh xa bớt với những cái phim ảnh, những cái người, những cái đối tượng, những cái bài viết, những cái gì mang cái nguồn năng lượng làm cho các bạn cảm thấy tiêu cực, sợ hãi. Ví dụ như là thời điểm này mình thấy mạng xã hội rất nhiều những cái về thiên tai, dịch bệnh, về con giết cha, về đánh nhau, về cướp giật đấy, rồi thì là về lừa đảo, ngoại tình đấy, những cái đấy nó mang nhiều, rất nhiều những cái nguồn năng lượng thấp đấy, và khi chúng ta tiếp xúc, chúng ta nghe, vô tình chúng ta sẽ bị ảnh hưởng đấy, chúng ta sẽ bị tiếp thu, hấp thụ những cái năng lượng như vậy, và nó đang kéo tụt cái năng lượng của chúng ta xuống là thứ nhất. Thứ hai, nó cũng sẽ góp phần thu hút những cái điều tương tự ở cái tần số rung động như thế xảy ra thực tế vào cuộc đời của chúng ta đấy. Và rất nhiều các bạn từ trước đến giờ hay xem phim, nghe nhạc, bị nghiện xem phim, nghe nhạc, nhưng mà luôn là những cái bài về những cái tác phẩm liên quan đến cái tính ủy mị, thất tình, mất mát, đau đớn, cùng cực đấy, những cái cảm xúc buồn bã, u uất đấy, thì đó, khi mà các bạn nghe, các bạn cũng sẽ hình dung, tưởng tượng, rồi các bạn cũng sẽ cảm, rung cảm với những cái tần số rung động, những cái lời lẽ của bài hát đó, và đó là lúc mà các bạn phát ra những cái năng lượng tương tự như vậy. Và khi đó thì tự nhiên cuộc sống của các bạn, khi cái năng lượng nó đủ lớn, tự nhiên cuộc sống của bạn sẽ thu hút những cái hoàn cảnh mang cái tính thực tế như vậy để cho các bạn nếm trải đúng những cái cảm giác mà các bạn đã thường xuyên tiếp xúc, thường xuyên phát ra nhé. Nên là hãy thay đổi những cái nguồn năng lượng mà mình nạp vào trong cơ thể, vào trong trường hào quang của mình hàng ngày. Đấy. Tôi hoan nghênh các mối quan hệ yêu thương lành mạnh. Đấy, đây là thời điểm là các bạn, như mình nói đấy, thay đổi, chuyển hóa, tiếp thu những cái điều mang cái năng lượng yêu thương lành mạnh, tích cực, chữa lành đấy, những cái gì mà cho các bạn cảm giác vui tươi, hạnh phúc trọn vẹn ấy. Nói chung là các bạn muốn một cái kết quả như thế nào, muốn một cái cảm giác như thế nào, muốn ăn cái trái gì ấy, thì hãy tiếp xúc nhiều với những cái năng lượng phát ra những cái nguồn mà phát ra những cái năng lượng tương tự như vậy. Hãy xem nhiều những, thay vì trước kia cứ xem nhiều những cái video, những cái bộ phim, nghe những cái bài hát về thất tình, đau đớn, cùng cực, mất mát ấy, đâm chém giết người ấy, tệ nạn ấy, thì bây giờ hãy xem những cái
bài hát, nghe những cái bài hát, xem những cái bộ phim liên quan đến hạnh phúc trọn vẹn, đến sự hỗ trợ giúp đỡ ấy, đến thành công ấy, đến sự kiên trì nỗ lực đấy. Nói chung là hãy chuyển biến những cái nguồn năng lượng của các bạn nạp vào hàng ngày nhé. Mong muốn phục vụ thực sự của tôi dọn đường cho tôi bước vào mục đích của mình. Đấy, thời điểm này là thời điểm mà các bạn cần xác định được cái khao khát, cái mong muốn thực sự của mình là gì. Và hãy bước đi trên cái con đường đó với cái tâm thái của cái sự phụng sự, của cái sự lan tỏa, của cái sự tích cực chân thành, bằng cái tình yêu thương vô điều kiện. Thì khi đó những cái may mắn hỗ trợ, cái con đường của các bạn sẽ tự nhiên càng ngày càng rộng mở nhé. Và các bạn sẽ càng ngày càng rõ ràng hơn với cái đích của mình. Các bạn sẽ càng ngày càng rõ ràng hơn với những cái đường hướng làm sao để có thể tiến tới cái đích đó một cách an toàn, vững vàng và nhanh nhất, hiệu quả nhất. Đấy. Hãy tập trung cái năng lượng của mình, cái sự nghiêm túc của mình vào những cái điều mà các bạn muốn chinh phục ấy. Rồi ạ, cuối cùng, tôi đồng bộ với dòng chảy của cuộc sống. Đấy, cuối cùng đây là thời điểm để các bạn xuôi dòng nhé, đồng bộ với những cái sự chuyển hóa, thay đổi của cuộc sống, của năng lượng, của vũ trụ. Đây là thời điểm của sự chuyển hóa nâng cấp nhé, của sự thay đổi rồi, rung lắc rồi. Thì thời điểm này các bạn dù thực tế đã có thể hoàn toàn thoải mái bước đi chuyển hóa hay chưa, đấy, hay là các bạn vẫn cần phải duy trì ở cái trạng thái song hành, đấy, thì cũng hãy có những cái sự nâng cấp chuyển hóa từ ở mặt năng lượng, ở mặt thế giới nội tâm, ở mặt ngôi nhà bên trong của các bạn trước. Đấy, cảnh bên ngoài sẽ tùy tâm chuyển. Khi các bạn hoàn thành tương đối hoặc là ở một cái mức nhất định những cái tín hiệu, những cái bài học vũ trụ gửi đến rồi, các bạn nâng cấp, các bạn gọi là chữa lành, các bạn đủ đầy trọn vẹn với cái thế giới bên trong của các bạn rồi, các bạn phát ra được những cái tình yêu thương, cái niềm hạnh phúc vui vẻ đấy, ra thế giới xung quanh rồi, lan tỏa những cái điều tích cực ra rồi, thì đó là lúc mà tự khắc, dù các bạn có nhiều cuộc sống của các bạn có những cái nghịch cảnh hay cái gì ấy, thì đức năng cũng sẽ thắng số nhé. Những cái gì đó mà các bạn đã từng gieo trong quá khứ, trong tiền kiếp ấy, rồi, thì đến thời điểm những cái nhân tốt của các bạn nó nở rộ, nó cũng sẽ chuyển hóa dần, hoặc nó giảm bớt dần, hoặc là nó sẽ tạo ra những cái cơ duyên cơ may để các bạn có thể gọi là thoát được, hoặc là bớt đi những cái phần nặng nề đấy. Thế nên là cái thời điểm này nó là cái thời điểm để mà các bạn tiếp tục tin vào, tin sâu vào nhân quả, phát triển thế giới tâm linh, cũng như là hướng tới những cái điều tích cực nhé. Bởi vì mình thấy rằng là phép màu và trái ngọt đang chờ đợi các bạn phía trước rồi đấy. Cố gắng lên ạ. Rồi ạ, xin cảm ơn tất cả các bạn. Hy vọng rằng là thông điệp vừa rồi sẽ đúng với tất cả mọi người ạ. Nếu các bạn cảm thấy hay thì hãy để lại một like cũng như là một bình luận ở dưới video để chúng ta hiểu nhau hơn nhé. Bên cạnh đó thì hy vọng các bạn cũng sẽ ủng hộ cho kênh bằng cách đó là nhấn theo dõi cộng với chuông thông báo và một nút chia sẻ để giúp cho kênh có thể phát triển hơn nữa. Bên cạnh đó thì giúp cho những người đang cần tới những thông điệp như thế này có thể kết nối được ạ. Và cuối cùng, nếu các bạn có chủ đề nào hay muốn Tuấn làm thì hãy để lại gợi ý dưới phần bình luận luôn nhé. Bây giờ thì xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại nhé.